Sau hơn 4 tháng chấp hành xử phạt và khắc phục hậu quả, chiều 29 tháng 2 năm 2024, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đã được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải. Các loại hình được hoạt động trong giấy phép gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô container. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhà xe Thành Bưởi nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục hậu quả theo quyết định. Nhà xe này phải chấp hành các quy định của pháp luật sau khi hoạt động trở lại. Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, nhà xe Thành Bưởi bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải trong 3 tháng kể từ 24 tháng 10 năm 2023 đến 3 tháng 2 năm 2024 và bị xử phạt hành chính tổng số tiền 91 triệu đồng cho những vi phạm trong quá trình hoạt động. Tới tháng 11 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn với nhà xe này do cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.